Xin chào cả nhà, hôm nay sẽ cho mọi người xem một ca shifting của nhà mình nha. Thì đây là bé được giống Pepsi của nhà mình. Hiện tại thì thợ mình đang nhử bé bằng một bé cái, đang solo và đang lấy tinh của bé Pepsi. Thì anh thợ này của nhà mình thì vừa có thể đỡ phối nè, vừa có thể lấy tinh, vừa có thể bơm tinh và vừa có thể test máu cho các bé chó cái luôn. Thì mình sẽ để số điện thoại của anh ấy ở dưới phần nội dung để cho bạn nào cần thì cứ liên hệ vào số điện thoại nha. Thì như mọi người cũng biết, thành phố Hồ Chí Minh mình đang giãn cách để tránh dịch, cho nên là những khách hàng của mình ở những tỉnh lân cận hoặc là ở tỉnh xa không thể nào mà gửi cuốn lên để mà phối được, cho nên là đã chọn cách là ship tinh. Thì ship tinh nghĩa là mình sẽ lấy tinh của chó đực nhà mình và sau đó mình sẽ đông đá và gửi cho khách. Thì ở chỗ khách đó sẽ sử dụng một cái loại ống bơm tinh để bơm vào tử cung của con chó cái. Cách này thì vừa có thể đi xa được nhưng mà vẫn đảm bảo được chất lượng tinh. Khi mà lấy tinh thì mọi người chú ý là phải có một bé cái xa lô để nhử con đực thì nó sẽ cho ra nhiều tinh hơn nha. Bé đực này của mình thì nó rất là sung luôn á mọi người. Sau khi lấy tinh xong thì thợ của mình sẽ cho một cái loại thuốc. Chuyên dụng để nó bảo quản tinh và nó làm cho cái tinh nó sẽ sống lâu hơn, bơi khỏe hơn. Để khi mà ship đến chỗ của khách hàng thì nó vẫn như mới nha. Sau đó thì sẽ dùng một cái ống xi lanh sạch rút tinh vào ống. Và sau đây thì mình sẽ soi tinh lại một lần nữa để kiểm tra chắc chắn là chất lượng của tinh bên mình gửi đi rất là tốt, vừa để cho mọi người xem mà vừa để gửi cho khách của mình luôn ha. Bé này của mình nó quá nhiều tinh luôn cho nên là thợ phải lấy hai ống nè. Cái này là coi như là mua một tặng một cho nhà gái luôn á nha. Bây giờ thì mình sẽ soi lại tinh bằng cái máy chuyên dụng này để xem tinh của bé đực nhà mình ra nó có khỏe hay không, cái mật độ tinh nó có ổn định hay không để mà gửi cho khách nè. Đây, hoàn toàn là nồng nọc, rất là khỏe và bơi rất là mạnh luôn nha mọi người. Nếu mà mọi người cần những dịch vụ mà phối hoặc là soi tinh như thế này thì hãy liên hệ số điện thoại mình để ở dưới nội dung nha. Rồi đây thì mình chuẩn bị một cái thùng mút. Mọi người lưu ý phải là thùng mút và hoặc là những cái vật gì đó mà nó cách nhiệt nha. Trong thùng mút thì mình đã lót sẵn đá cây á mọi người. Mọi người có thể sử dụng là đá khô, đá cây hoặc là đá gel cũng được nha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng đá cây và sau đó mình sẽ chườm thêm đá gel lên trên mặt để cho nó đảm bảo đủ cái độ lạnh khi mà ship tới nhà của khách thì nó vẫn còn tốt nha mọi người. Nhà mình rất là chu đáo luôn, chuẩn bị sẵn găng tay nè và tặng kèm cho khách một cái ống bơm tinh để khi mà đến nơi thì khách sử dụng ha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho tất cả vào một cái bọc, ở dưới thì đã lót đá cây, mình sẽ cho cái bọc tinh lên và sau đó là mình sẽ chườm thêm hai cục đá gel nữa, tại vì ở Sài Gòn đi về Biên Hòa nhưng mà không có xe tải để mà ship hàng đó mọi người, cho nên là khách mình phải đặt cái xe máy á, xe ôm á để mà giao về thì họ sẽ đi vòng vòng lấy hàng nữa, cho nên là cái quá trình đi chắc cũng phải mất khoảng từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ mới tới được Biên Hòa, cho nên là mình chuẩn bị rất là kỹ bởi vì mình sợ nếu như mà để nhiệt độ chỉ cần giảm đi một chút thôi thì cái tinh nó sẽ bị hư, nó sẽ chết đó mọi người. Xong rồi ha, bây giờ thì mình sẽ đóng gói kỹ lại và sẽ giao cho xe ôm ha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các video sau nha. Và nếu mọi người cần tham khảo về dịch vụ phối giống của bên mình thì vui lòng liên hệ với fanpage trên Facebook hoặc là số điện thoại mình để trong phần nội dung luôn nha.